Đại sư Tam. Thì ở đây yêu cầu đầu tiên này, số ngày ở bằng ngày đi trừ ngày đến cộng 1 đúng không? Ở đây chúng ta nhìn thấy toàn tháng 9 rồi đúng không? Cho nên số ngày ở đây tính khá đơn giản đúng không nhỉ? Đó, bằng ngày đi đúng không? Trừ ngày đến cộng 1. Được chưa? Enter. Nếu ở đây mà nó không phải trùng tháng nhé, thì em phải dùng cái hàm đây, đây là ngày nhé. Đây là ngày. Nhưng ở đây nó trùng tháng, trùng năm này. Cho nên là mình chỉ bằng ngày đi trừ ngày đến cộng 1 thôi. Còn nếu như mà nó không trùng tháng là mình phải lấy đây nhé. Làm Đây, đây nhé. nếu trong hợp mà từ đây anh ví dụ xem đó là tháng khách khách phát này vào khoảng một tháng đấy. Từ bên này ngày đi là mùa 15 15 tháng 10 này. Đây nhá. Đây nó là tháng 10 này. Nhá. Đấy được chưa? Thì nó cũng vẫn tính cho em, nhưng nếu làm chuẩn ra thì em lấy đây cũng được nhá. Đây anh ví dụ như đây là Đây bằng đây. Đấy được chưa? Lấy ngày ô này ra này. Trừ đi đây. Lấy ngày ô này ra này. Được chưa nhỉ? Ok chưa? Nó bảo là số ngày ở bằng ngày đi trừ ngày đến thôi. Hiểu không nhỉ? Nếu mà lấy ngày trừ ngày thôi nhá. Được chưa? Đây có rồi, anh có rồi. Ngày tháng năm có rồi, đúng không? Mình học trong bài số mấy nhỉ? Hình như là bài số 5 á. Bài số 5 nhá. Em xem lại cái bài số 5 nhá. Nhớ chưa? Bài số 5 hàm đây hàm đết nhớ chưa? Ơi không thấy rồi. Chắc không ghi rồi. Đúng không? Đây. Còn nhớ bài số 5 không? Đây, nhớ chưa nhỉ? Ngày nhập đây, nhìn thấy chưa? Đấy nhỉ? Nhớ chưa? Nhớ. Đến rồi. Rồi, đấy, đúng rồi. Rồi, cái này chúng ta sẽ nói nhá. Được chưa? Tiếp này. Tiền phòng đúng không? Nó bằng số ngày ở nhân đơn giá phòng đúng không nhỉ? Đây, số ngày ở mình có rồi đúng không? Đơn giá phòng thì đây. Ok chưa? Nó dò về đây, vùng này. Được chưa nhỉ? Hàm gì nhỉ? Ở đây nó vừa hàng này đúng không? Vừa cột này. Thì phải dùng hàm index rồi. Đúng không? Index dùng để dò về đúng không? Ở đây chúng ta sẽ như sau này. Bằng, chúng ta dò về đơn giá phòng trước nhá. Đây, vào đây đây. Index này, được chưa? Mở ngoặc, index đầu tiên là gì nhỉ? Vùng dò giá trị, đúng không? F4 nhá. Phải này, sau đó dò về vị trí của hàng này đúng không? Thì chúng ta phải dùng cái hàm match, đúng không? Điều kiện chúng ta bắt buộc phải lấy ở đây nhá. Để điều kiện ở đây chú vào đây thì ở đây chỉ lấy mấy ký tự thôi, hai ký tự bên trái thôi đúng không? Bởi vì em nhìn thấy là một này đúng không, nó mới trùng ở đây được không nhỉ? Được chưa? Đóng ngoặc được chưa nhỉ? Phải này, vùng dò vị trí được chưa? Phải không, không này kiểu gì nhỉ? Tuyệt đối đúng không? Lại tiếp tục nhờ hàm mát để nó dò ra vị trí của cột đúng không? Mà ở đây là ABB chúng ta nhìn thấy như này đúng không? Thì nó là vị trí gì đấy? Bất kỳ. Bất kỳ. Đúng không? Được chưa? Phẩy 3,1 đúng không? Sau đó cùng dò vị trí đúng không? Được chưa? Phẩy 0, được chưa nhỉ? Xong chưa? Nó sẽ dò ra được đơn giá phòng cho mình đúng không? Cuối cùng mình nhân với số ngày ở thôi. Được chưa? Đấy. Enter cho kết quả được chưa nhỉ? Ổn chứ? Tiếp theo này. Tất nhiên công thức nào cũng chẳng thể ngắn được. Vấn đề là mình phải nắm rõ cấu trúc của nó nhé. Cấu trúc của từng cái một phải áp dụng vào hiểu không nhỉ? Được chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo này. Tiền ăn. Đúng không? Phần 3 nhỏ là tiền ăn. Tiền ăn bằng số ngày ở nhân với được chưa nhỉ? Giá ăn. Đây giá ăn mình có đây đúng không? Mà giá ăn ở đây thì chúng ta dò thấy dò từ hàng xuống hàng đúng không? Phải dùng hàm gì đấy? Add luôn bằng add luôn
được chưa? Điều kiện bắt buộc phải lấy ở đây thôi đúng không? Mà lấy ở đây thì chúng ta phải lấy bên nào đây? F1 đây. Bên nào? Đúng rồi, bên phải. Dùng hàm lai chính xác. Lấy mấy cái tự nhỉ? Đúng rồi. Xong đấy, bảng dò đúng không? Phải sau đến cái gì nhỉ? Hàng chứa giá trị dò đúng không? Là hàng thứ hai đúng không? Phải không, được chưa? Xong chưa? Rồi còn nhân với gì nữa thôi? Số ngày ở. Được chưa nhỉ? Enter. Được chưa? Được chưa nhỉ? Còn nó định dạng đến 1.000 đấy chẳng hạn, được chưa nhỉ? Cái số tiền ăn này mà nó cho ví dụ như là 15.000 chẳng hạn thì nó lại khác. Ví dụ như đây chẳng hạn, anh cho đến giá ăn của nó 15.000 nhá. Một hai. Ơi dạ. Được chưa? Đấy. 10.000. Được chưa? 5.000. Được chưa? Thì ở đây chúng ta định dạng sau này nhá. Định dạng góc phải đằng sau hàng nghìn này nhá. Chọn ô này. Nhấn chuột phải này. Chọn format cell này. Được chưa? Được chưa? Thì được chưa? Nó xuất hiện number này nhá, số này. Mình chỉ tích vào ô góc phải đằng sau nghìn thôi, sử dụng đằng sau 1.000 này, được chưa? Tích vào cái góc phải, được chưa nhỉ? Còn cái đằng sau dấu chấm này chúng ta không lấy số mà cho tròn số đi đúng không? Được chưa? Ok, đó, em nhìn thôi. Đó là dấu phải. Được chưa nhỉ? Tiền phụ phí ở em. Tiền này, phụ phí này. Người ta bảo nếu là khách trong nước thì tiền phụ phí bằng 0. Ngược lại, tiền phụ phí bằng số ngày ở nhân 2 đúng không? Được chưa? Chắc chắn rồi. Nếu, đúng không? Khách trong nước đúng không? Ăn cơm quốc tịch này đúng không nhỉ? Nó bằng Việt Nam đúng không? Được chưa? Thì tiền phụ phí bằng 0 đúng không? Còn ngược lại thì nó bằng số ngày ở đúng không? Nhân với 2. Được chưa? Đóng không? Enter. Yes, cho kết quả thôi. Được chưa nhỉ? Cái này thì đơn giản, để ai giải thích công thức ngắn không giải quyết được vấn đề thì bắt buộc phải công thức dài đúng không? Tổng cộng này khá đơn giản thôi đúng không? Bằng sum thôi đúng không? Bằng sum mở ngoặc đúng không? Nó bảo tiền phòng tiền ăn cộng tiền chuyển, được chưa nhỉ? Đóng hoặc vào này, enter cho kết quả, được chưa nhá? Thế còn sắp xếp logic thống kê thì sắp xếp logic thì làm được rồi đúng không? Mình không phải hướng dẫn này nữa nhá. Sang đến phần thống kê thôi đúng không? Thống kê này. Thống kê thì như thế nào? Như hôm như đi sử dụng bảng hôm qua ấy. Đúng rồi. Làm gì nhỉ? Mình có hai cái bảng tính tổng thống kê đúng không? Hai cái hàng đúng không? Sum if hoặc là sum if else đúng không? Sum if dùng để cho một vùng điều kiện đúng không? Còn sum if else là từ hai vùng điều kiện trở lên đúng không? Như chúng ta để ý ở đây này, L1A đúng không? Thì nó chỉ nằm ở trong mỗi vùng này thôi đúng không? Được chưa? Như vậy là chúng ta chỉ có mấy vùng điều kiện thôi. Một vùng điều kiện này thôi. Một vùng điều kiện thì dùng hàm gì thôi? Sum if. Đúng rồi. Sum if, được chưa? Mở ngoặc này, đầu tiên là gì nhỉ? Sum if đầu tiên là gì nhỉ? Và là vùng điều kiện đúng không? Được chưa? F4 nhá. Sau đây đến cái gì nhỉ? Đến gì em nhỉ? Điều kiện đúng không? Điều kiện mình có thể lấy ô này nối ô này nhá. Được chưa nhỉ? Đúng không? Ô này này nối với ô này này. Được chưa? Thành L1A này đúng không? Như chúng ta để ý xem L1A ở trên này đằng sau này nó còn rất nhiều các số khác nữa đúng không? Nhưng chúng ta không xác định đúng không nhỉ? Lúc nó F1 này, lúc nó F3 này đúng không? Không xác định được. Thì chúng ta phải nối với một ký tự dấu sao này nhá. Được chưa? Dấu sao này dùng để biểu thị ký tự không xác định nhá. Được chưa nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ L1A nối với ký tự không xác định này. Được chưa nhỉ? Được chưa? Phải sau đó đến cái gì thôi? Vùng tính tổng thôi đúng không? Nó bắt tính tiền phòng đúng không? Kéo cả cái ô này đi được chưa? Đấy. Đóng ngoặc này.
Enter nó cho kết quả, được chưa? Ở đây anh kéo hết cái này xuống nhá. Ổn chưa? Được chưa nhỉ? Đây, ở đây anh cũng làm tương tự như vậy. Như ở đây này, nếu muốn kéo sang đây được này, thì A1, B1, A, B, C này anh phải lấy cố định, đúng không? Cái này anh phải lấy cố định này, được chưa? Bởi vì khi chúng ta kéo nó sẽ trực tiến mà. Được chưa nhỉ? Tính tổng này anh lấy cố định nhá. Được chưa? Bây giờ anh cầm anh kéo sang này. Ổn chưa? Sao lại 800 này nhỉ? À rồi, ABC này em không thể lấy cố định được, đúng không? Chỉ có L1 là lấy cố định thôi, đúng không? Bởi mình kéo sang ngang mà, nên ô này nằm nguyên vị trí này, đúng không? Ô này tịch tiến sang đây, đúng không? Được chưa? Nên ở đây mình không lấy cố định được. Được chưa nhỉ? Enter cầm kéo sang này. Ổn chưa? À, như vậy là cái này cố định, cái này không cố định, đúng không? Bây giờ tiếp L2 này, anh kéo xuống ở đây. Và anh chỉ thay cái gì thôi? Thay cái này, đúng không? Bằng L2, đúng không? Được chưa nhỉ? Thay cái này bằng ô này, đúng không? Được chưa? Bởi khi tịch tiến nó sẽ xuống mà. Thế còn cái ô N2 này anh phải lấy cố định, đúng không? Enter cho kết quả, được chưa nhỉ? Bây giờ cầm kéo sang. Xong chưa? Ổn rồi, đúng không? Được chưa nhá? Làm sắp xếp logic, hiểu chưa nhỉ?